Thưa quý vị, từ cuối năm 2022 cho đến nay, thị trường trái phiếu trở nên nóng bỏng. Nhiều nhà đầu tư mua trái phiếu không được trả đúng hạn khiến họ lo ngại hơn về thị trường trái phiếu, giảm tỷ trọng nắm giữ trái phiếu. Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã thanh tra đột xuất 11 ngân hàng về những vấn đề liên quan đến trái phiếu. Ngân hàng Nhà nước chưa công bố rõ danh tính của 11 ngân hàng này, cũng như những sai phạm cụ thể. Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ, hiện các ngân hàng đang nắm giữ gần 190.000 tỷ đồng trái phiếu. Thống kê tại gần 20 ngân hàng thương mại, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận giảm 9% trong năm 2022. Trong đó, hơn một nửa nhà băng giảm tỷ lệ nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp. Đáng chú ý, chỉ 17 ngân hàng đã nắm giữ khoảng 188.000 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, ngân hàng quân đội MB Bank là nhà băng đứng đầu hệ thống về số lượng trái phiếu doanh nghiệp nắm giữ với 46.870 tỷ đồng, tăng 4.500 tỷ so với cuối năm 2021. Techcombank từ quán quân về trái phiếu doanh nghiệp nhiều năm liền trước, đến cuối năm 2022 lùi về vị trí thứ hai với hơn 41.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp nắm giữ. Cuối năm 2021, số dư trái phiếu doanh nghiệp của Techcombank lên tới 62.000 tỷ đồng. VPBank nắm giữ 32.800 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với năm 2021. Tăng lượng nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2022, TPBank cũng trở thành một trong bốn ngân hàng nắm tới gần 1 tỷ đô la Mỹ trái phiếu doanh nghiệp. Cụ thể, lượng trái phiếu doanh nghiệp tính đến cuối năm 2022 của TPBank đang đứng ở mức 21.600 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021. Các ngân hàng khác như SHB, BIDV, Vietcombank, Ngân hàng Quốc dân, Vietinbank, HDBank cũng dao động từ 13.000 tỷ đến 5.000 tỷ đồng. Một số chuyên gia cũng cho rằng việc một số ngân hàng ổ án mua trái phiếu doanh nghiệp trong nhiều năm qua có thể nhằm mục đích đảo nợ, cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp trái phiếu doanh nghiệp cũng có thể là cách giúp cho các ngân hàng thương mại vừa lách luật để cho vay doanh nghiệp bất động sản các công ty chứng khoán lại vừa tránh được lệnh siết cho vay vào lĩnh vực rủi ro không phải trích lập dự phòng rủi ro vừa làm sạch bảng cân đối tài chính